Chào quý chị và các bạn, chào mừng quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ của em. Em xin giới thiệu, em là Phúc, nhân viên kinh doanh tại Auto Vượng Phương, có địa chỉ tại số 18 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay em lên sóng cho quý chị và các bạn một mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất 2015. Bản này là bản 2.7 AT nhá, máy xăng quý chị nhá. Xe thì sản xuất 2015 nhưng mà đã được lên form 2016 rồi. Xe thì đang có mặt tại số 18 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, Hà Nội. Em sẽ đi quay tổng thể một vòng, sau đó em sẽ báo giá sau quý anh chị nhé. Quý anh chị nào muốn biết giá ngay thì có thể tua đến cuối clip ạ. Vâng, xe thì đăng ký biển tư nhân Hà Nội ạ, rất là đẹp ạ. Xe thì sau 5 năm sử dụng nhưng mà anh chủ anh đi rất là ít, cho nên là xe còn rất là mới. Quý anh chị có thể để ý không, xe biển pha thì đã được trang bị đèn bi kết hợp với halogen nhé. Đấy, còn rất là sáng. Nước sơn zin toàn xe thì theo cảm nhận con này còn trên 80%. Lốp zin theo xe còn rất là mới, 4 quả đều zin theo xe hết, vành thì chưa hề có một lốp xước. Đó. Xe thì đã được trang bị bậc lên xuống và tất cả những cái tay nắm cửa thì đều được ốp mạ chrome nhé. Tất cả các nắm cánh cửa đều mạ ốp chrome. Đây, quý anh chị để ý nhìn táp đi cửa này, còn rất là mới. Keo chỉ, tất cả những dòng xe cũ bên em mua về thì đều đã kiểm tra rất kỹ. Ba vấn đề đó là xe không đâm đụng, không ngập nước, giấy tờ an ninh đảm bảo, nên là quý chị yên tâm. Đây, nhìn đèn hậu còn rất là sáng. Fortuner mà đặc biệt con này, đặc biệt là như này, quý chị để ý lốp sơ cua chưa hề hạ, chưa về hạ sau 5 năm sử dụng, nhưng đây quý chị nhìn đây còn rất mới và sáng, còn nguyên sơn của nhà máy luôn ạ, chưa hề hạ một lần nhá. Đấy, đinh dâu vẫn còn nguyên này đó. Con này rất hạ đấy, mà phải đi rất là ít. Quý chị nhìn lên gầm bệ còn rất là mới đấy. Ai mà đang có nhu cầu tìm cho mình cái chiếc xe Fortuner này thì đây là một con mà đáng để sở hữu, bởi vì là em dám khẳng định trên thị trường không có con thứ hai đâu, mới như này. Con này là form 2016 nhá quý anh chị nhá, đã được lên cái form vành đen rồi đấy. 2015 thì nó vẫn là cái form vành trắng. Đấy. Hàng ghế đằng sau còn chưa có, hầu như là chưa có người ngồi. Vì anh chủ này là anh ấy làm ở sân bay Nội Bài nên là anh đi rất ít, hầu như là anh ấy chỉ để xe trong nhà thôi. Đó. 4 quả lốp theo xe còn zin. Táp ly cửa thôi, xe thì mới chạy được có hơn 4 vạn thôi, sau 5 năm nhưng mà chạy được hơn 4 vạn. Để ý hàng ghế đằng sau, ghế da nó còn rất là mới. Cái dòng Fortuner này thì rất là nhiều người ưa chuộng bởi vì cái máy móc của nó rất là lành và dòng máy 2.7 rất là khỏe nhá. Đặc biệt nó lại rất là cao nên là đi đường trường thì quan sát rất là dễ. Mà đúng nghĩa của 7 chỗ luôn đấy ạ. Còn các cái dòng khác thì nó chỉ là 5 cộng 2 thôi, nhưng mà riêng Fortuner là nó đúng là cái dòng 7 chỗ đấy. Ghế lái thì đã được chỉnh điện nhé. Thôi em mời quý anh chị vào khoang động cơ này. Và đặc biệt con này còn anh chị nhìn đấy, hiếm con nào mà Fortuner mà máy nó đẹp như này. Khoang động cơ thì bên em về đã rửa ráy rồi, cho nên là rất là sạch. Anh chị có thể nhìn rõ được từng con ốc để biết là máy đã ra hay chưa. Máy ra thì những con ốc này nó sẽ có vết vặn. Xe bên em mua về thì cam kết đảm bảo cho quý anh chị 1 năm bảo hành. Nếu mà mua về phát hiện ra xe nó bị đâm đụng hay ngập nước, bên em sẽ nhận lại xe hoàn lại tiền, mà đền bù cho quý anh chị một khoản tiền luôn. Chi phí đi lại đó. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm cho mình chiếc Fortuner thì hãy alo luôn cho em theo số điện thoại 0936 898 225. Xe này bên em đang chào bán với giá là 665 triệu. Giá trên còn có thể thương lượng khi mà quý anh chị alo cho em hoặc là đến trực tiếp để lái thử trải nghiệm.
Còn em dám khẳng định là quý anh chị đến mà xem xe này thì không hề thất vọng tí nào về chất lượng của em nó. Chiếc xe này bên em còn có thể hỗ trợ ngân hàng lên đến 60% trong vòng từ 3 đến 5 năm tùy theo nhu cầu của quý anh chị. Nên là con này quý anh chị bỏ ra khoảng tầm 200 triệu thôi là có thể sở hữu em nó rồi. Còn đâu mọi cái thì cửa hàng sẽ hỗ trợ về thủ tục ngân hàng. Vâng, để biết thông tin chi tiết cụ thể từng của chiếc xe thì quý anh chị có thể alo cho em. Và em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Chúc quý anh chị mọi sự như ý.